Đầu tiên là mình lấy cái trục 12 này, nó bằng mấy cái trục bánh 301 hoặc bằng cái piston tăng cam này, chém đoạn dây giáp này. Đấy, xong bắt đầu mình cuộn vào nhé. Mình cuộn phải cho cái sắt nó phải lùi lại một đoạn này, đừng cho nó sát này rất là khó đánh này, hoặc dài hơn là không được. Đấy, bắt đầu mình cuốn chặt tay này. Đấy, sau cái đó là mình sẽ thử vào cái lỗ này này. Đấy. Đấy, mình thấy nó đút được vào này, cái duyên này này, này. Như này là được, đút được tay vào, nó phải chặt nhé, không được lỏng. Đấy, sau đó là có thể là mình đánh bằng tay này được, đánh thì nhớ cái đảo hai bên cho nó cân, hoặc mình cho máy khoan hoặc là mình cặp bên máy tùy. Đấy, nhớ là phải quấn dây giáp nó phải chuẩn thì đánh nó mới nhanh, nó mới chính xác được. Dây giáp nó phải tương đối, nó mà nhầu quá là nó bật cái tay. Đấy, cái dầu đấy làm trơn thôi. Cái gì đây là gác dương một này, đấy là nó phút vào đây nó chưa vừa nhá, đấy nó chưa vừa, có thể là mình sẽ cho thêm tí dầu để cho nó trơn, làm nó nhẹ nhàng, đút cái, đấy thế thôi, đấy qua rồi, xong, đánh xong rửa sạch sẽ là ok.